Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn món quà từ bạn Trần Quang Huy Khôi, cũng như sự ủng hộ từ các bạn đã giúp Mê Khủng Long TV đạt thêm một cột mốc mới, đó là 11.000 người đăng ký. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để Mê Khủng Long TV không ngừng cải thiện và sáng tạo nội dung. Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ Dài. Hy vọng các bạn không bị dài cỏ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong quá trình làm nội dung cho kênh Mê Khủng Long TV, có một câu hỏi mà Dynoman tôi thường xuyên nhận được từ các bạn. Một câu hỏi cũng khá cơ bản và tưởng chừng như trả lời cũng hết sức đơn giản. Đó là khủng long đã tuyệt chủng hay chưa? Tuy nhiên nếu đem đi hỏi một vài người nào đó bất kỳ bạn gặp trên đường thì chưa chắc câu trả lời mà họ đưa ra sẽ giống nhau. Có thể đa phần sẽ trả lời là khủng long đã tuyệt chủng rồi, nhưng cũng sẽ có vài người trả lời là chưa, hoặc cũng sẽ có một số nào đó trả lời là không biết. Đôi khi chính cái người không biết ấy lại là người biết, chỉ đơn giản là họ ngại đưa ra một câu trả lời tuy chính xác nhưng phức tạp và dài dòng. Bản thân tôi cũng đã cố gắng đưa ra những phản hồi và giải thích ngắn gọn, dễ hiểu nhất có thể, nhưng đôi khi cũng chưa khái quát được hết sự phức tạp đằng sau đáp án của câu hỏi này. Chính vì thế, video 10 phút ngày hôm nay của Mê Khủng Long TV sẽ là một nỗ lực lớn hơn nhằm giúp các bạn có cái nhìn toàn diện nhất về sự tuyệt chủng hay không tuyệt chủng của khủng long. Cần phải cảnh báo trước là câu trả lời của Mê Khủng Long TV sẽ không chỉ đơn giản là rồi hay chưa, nhưng hy vọng là câu trả lời này sẽ có ích cho bạn. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Để trả lời cho câu hỏi khủng long tuyệt chủng hay chưa tuyệt chủng, bạn cần phải hiểu khủng long là gì cũng như các khái niệm liên quan đã. Trong một video lần trước thì mình cũng đã giải thích tương đối rõ vấn đề này, các bạn có thể xem lại. Ở đây mình chỉ muốn nói ngắn gọn rằng, khủng long, theo cách phân loại hiện tại, là tất cả những động vật được xếp vào nhánh Dinosauria, và trong nhánh này có bao gồm tất cả các loài chim, do đó chim cũng chính là khủng long. Câu trả lời này có thể tiếp tục dẫn đến một câu hỏi khác. Vậy thì chim là gì hay chim bắt đầu từ điểm nào trong nhánh Dinosauria? Theo phân loại học hiện tại thì tất cả các loài chim còn tồn tại ngày nay đều được xếp vào lớp Avis, một phần của nhánh Dinosauria, với những loài đầu tiên được ngành cổ sinh vật học xác định xuất hiện từ khoảng 72 triệu năm trước. Avis lại là một phần của một nhánh lớn hơn là Aviolae, bao gồm các loài có thể là tổ tiên và những họ hàng gần nhất của chim, trong đó nổi tiếng nhất là Archaeopteryx lithographica, hay còn được gọi với cái tên dễ đọc hơn và gần gũi hơn là chim thủy tổ. Lần ngược lại xa hơn một chút thì chúng ta sẽ có Paravis. Nhánh này bao gồm cả nhánh Aviolae và những họ khủng long gần giống chim như Dromaeosauridae hay Troodontidae. Chính vì thế Paravis dịch ra có nghĩa là cận điểu. Những cái tên quen thuộc của Paravis là Velociraptor, Troodon hay Deinonychus, và do đó chim cũng có họ hàng rất gần với những chi khủng long này. Các loài chim ngày nay như những gì chúng ta đề cập thường có định nghĩa trùng khớp với lớp Avis. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cổ sinh muốn mở rộng định nghĩa chim hơn bằng cách bao gồm cả nhánh Aviolae vào nữa. Khi đó thì định nghĩa chim sẽ đồng nhất với nhánh Aviolae chứ không chỉ có các loài thuộc nhánh Avis. Tóm lại thì với định nghĩa này, tất cả những loài thuộc nhánh Dinosauria nhưng không nằm trong nhánh Aviolae đều là khủng long phi điểu, hay có nơi dịch là khủng long phi chim, khủng long không phải chim, bắt nguồn từ cụm từ tiếng Anh là non-avian dinosaur. Trước đây khi nói đến khủng long thì cái hiểu thông thường chính là khủng long phi điểu, chẳng hạn như Tyrannosaurus, Ankylosaurus, Stegosaurus, Pachycephalosaurus, Brachiosaurus hay Hadrosaurus, tất cả đều là khủng long phi điểu. Còn từ nhánh Aviolae trở đi có thể gọi là khủng long điểu hay khủng long chim, còn thuật ngữ tiếng Anh sẽ là Avian Dinosaur. Thế thì vào sự kiện tuyệt chủng hàng loạt 66 triệu năm trước thì kẻ nào đã phải chịu số phận tuyệt chủng? Chưa bàn đến nguyên nhân là gì, núi lửa hay là tiểu hành tinh, thì khi khảo sát dữ liệu hóa thạch, các nhà cổ sinh vật học nhận thấy không có sự tồn tại của các loài khủng long phi điểu sau ranh giới phấn trắng cổ cận. Điều đó có nghĩa là không có loài khủng long phi điểu nào tồn tại qua được sự kiện tuyệt chủng đã kết thúc kỷ phấn trắng. Tuy nhiên trong nhánh Dinosauria, không chỉ có khủng long phi điểu phải hứng chịu số phận thảm khốc. Các nhóm Aviolae tồn tại được đến khi đó, ngoài Avis thì còn có các nhóm khác, chẳng hạn như Enantiornis, Hesperornis, Istiornis. Tuy nhiên, cả ba nhóm này đều đã không thể sống sót sau sự kiện tuyệt chủng đã quét sạch đến 75% giống loài trên trái đất khi đó, theo ước tính của các nhà khoa học. Ngoài ra thì rất có thể một số loài Avis cũng nằm trong số bị tuyệt chủng, chỉ có một số Avis khác là vượt qua được thảm họa và đó chính là tổ tiên của những loài chim ngày nay. Cũng có trường hợp không phải Avis có thể đã tồn tại thêm một thời gian ngắn khi bước vào kỳ cổ cận,
Đó là một số loài thường gọi Vegavidae, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Nguyên nhân một số loài Avis có thể tồn tại được sau sự kiện tuyệt chủng hàng loạt thảm khốc cách đây 66 triệu năm trước vẫn đang là một chủ đề được tranh luận không ngừng giữa các nhà khoa học. Nhiều nguyên nhân đã được đưa ra nhưng chưa có kết luận cuối cùng. Chúng có thể đã tồn tại nhờ khả năng dùng mỏ kiếm các loại hạt hoặc hạt giống thực vật bị vùi trong đất, hoặc nhờ khả năng bơi, lặn và tìm kiếm chỗ trú ẩn ở dưới nước hoặc những vùng đầm lầy. Nhiều loài Avis có khả năng đào hang hoặc làm tổ trong thân cây, qua đó có nơi trú ẩn giúp bảo vệ chúng trước những biến đổi về môi trường trong sự kiện tuyệt chủng. Về nguyên nhân sống sót của lớp Avis sau biến cố kinh hoàng 66 triệu năm trước, Mê Khủng Long TV sẽ có một video riêng đề cập đến các giả thuyết mà các nhà khoa học thảo luận nhiều nhất hiện nay. Nói dài dòng như vậy thì rốt cuộc là khủng long đã tuyệt chủng hay chưa tuyệt chủng? Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào việc bạn định nghĩa khủng long như thế nào. Theo quan niệm thông thường, với định nghĩa khủng long là một nhóm bò sát cổ đại sống cách đây hàng chục triệu năm và đã bị tuyệt chủng vì một nguyên nhân nào đó, câu trả lời sẽ là hiện tại không còn con khủng long nào sống trên trái đất và chúng ta chỉ có thể biết về chúng qua những dấu vết còn sót lại, đó chính là hóa thạch. Đáp án nói trên phù hợp với việc định nghĩa khủng long của bạn chỉ giới hạn trong nhóm khủng long phi chim hay thậm chí có thể mở rộng sang các nhóm khủng long chim vốn không sống sót qua mốc 66 triệu năm trước như Enantiornis, Hesperornis và Ichthyornis. Tuy nhiên, nếu trả lời theo hiểu biết mới nhất của khoa học hiện tại, trong đó định nghĩa khủng long là tất tần tật những loài thuộc nhánh Dinosauria, câu trả lời sẽ là dù có rất nhiều loài khủng long, cả phi chim lẫn chim tuyệt chủng trong sự kiện tuyệt chủng hàng loạt phân trắng cổ cận, nhưng vẫn có một nhóm thoát được và tồn tại cho đến ngày nay, đó chính là các loài chim như chúng ta vẫn thường gọi. Mặc dù vậy thì ngôn từ là một vấn đề hết sức phức tạp. Không nói đến giới khoa học, chỉ nói đến những người bình thường như chúng ta, có thể do quan niệm đã ăn sâu từ thời trước, từ những kiến thức đã lỗi thời nhưng vẫn được sử dụng cho các bài báo hay thậm chí là sách giáo khoa. Nhiều người sẽ không thích bất cứ sự nhập nhằng nào giữa hai khái niệm khủng long và chim, cũng không thích những khái niệm trung gian như khủng long phi chim hay khủng long chim. Đối với những người như vậy thì khủng long không phải là chim và ngược lại, chim cũng không phải là khủng long. Khủng long đã tuyệt chủng, chấm hết. Ở một phương diện khác, đó là niềm tin. Có những người vẫn giữ niềm tin rằng những loài khủng long phi đều giống như T-Rex, Triceratops, Stegosaurus hay Brachiosaurus vẫn chưa tuyệt chủng. Niềm tin này đã có từ lâu, khi con người chưa tin rằng có sự tuyệt chủng hoàn toàn và mọi giống loài vẫn luôn như thế kể từ khi thế giới này được tạo ra. Chính vì vậy mà khi tìm thấy xương khủng long hóa thạch, họ sẽ nghĩ rằng đây là xương của một sinh vật nào đó còn tồn tại, chỉ là đang hiện diện ở một nơi khác, một góc nào đó trên trái đất mà chưa được khám phá. Đó chính là niềm tin đã dẫn đến những đồn đại về sự hiện diện của các quái vật mang bóng hình khủng long hay các sinh vật tiền sử khác, chẳng hạn như quái vật Loch Ness ở Scotland, Mokele Mbembe, Emila Amtuka hay Casirex mà Mê Khủng Long TV cũng từng có dịp đề cập trong các video trước đây. Đừng có nhiều nhà thám hiểm không tiếc tiền bạc, thậm chí là cả tính mạng của họ dấn thân vào nơi hoang dã để chứng minh sự tồn tại của những con khủng long này, hay như cách cộng đồng đam mê sinh vật huyền bí vẫn gọi là Neo Dinosaur, tức là khủng long mới. Tuy nhiên, những cuộc tìm kiếm này chưa bao giờ đem lại kết quả rõ ràng. Bằng chứng về những con khủng long phi điều sống sót đến thời hiện đại như vậy cũng rất mơ hồ và thậm chí là phần nhiều trong số đó là ngụy tạo. Cũng cần lưu ý thêm rằng, ngay cả những kiến thức mới nhất hiện nay cũng chỉ có thể dựa trên những bằng chứng hóa thạch đã tìm thấy. Tuy nhiên, có thể còn rất nhiều bằng chứng khác vẫn còn đang nằm trong lòng đất chờ con người khám phá. Một trong số đó biết đâu có thể tiếp tục thay đổi kiến thức của chúng ta về khủng long và chim một lần nữa. Vâng, vừa rồi là một video khá dài để trả lời cho câu hỏi khủng long đã tuyệt chủng hay chưa? Câu trả lời có thể phức tạp, nhưng cũng có thể đơn giản tùy vào việc bạn hiểu về khủng long như thế nào. Mê Khủng Long TV không có ý định ép buộc người xem phải tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào cả, mà chỉ đưa ra thông tin để các bạn hiểu thêm về khủng long, cũng như sự kiện tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm trước để có thể lựa chọn theo ý mình. Khoa học, trái với những gì chúng ta vẫn nghĩ là luôn chắc chắn rõ ràng trong từng đáp án, thì ở đó vẫn luôn tồn tại những sự bất định mà các nhà khoa học vẫn phải luôn dấn thân để khám phá và giải quyết. Dù khám phá và giải quyết đến đâu thì không ai biết, bởi thế giới này là vô hạn. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để luôn cập nhật video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.